Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Điểm tin bóng đá, nơi cập nhật những diễn biến mới nhất về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Và ngay sau đây là bản tin bóng đá chiều tối ngày hôm nay. Mời các bạn cùng nghe. Các bạn thân mến, tiếp tục với phần điểm tin bóng đá chiều tối ngày hôm nay, 27 tháng 4. Mời các bạn tiếp tục đến với những tin tức nổi bật sau đây. Huấn luyện viên Park đích thân ra mặt yêu cầu hai cầu thủ u 3 Việt Nam làm hòa. Huấn luyện viên u 3 Campuchia nói rõ lý do chấp Việt Nam và Thái Lan ở SEA Games. U23 Việt Nam, thể bác, phòng xa hay tính gần Văn toàn và sự hồi sinh kịp thời Mời các bạn cùng đón nghe Huấn luyện viên U23 Campuchia Keisuke Honda nói rõ lý do chấp Việt Nam và Thái Lan ở SEA Games Các bạn thân mến, huấn luyện viên Keisuke Honda của U23 Campuchia mới đây đã có những chia sẻ về việc là không gọi cầu thủ quá tuổi lên tập trung cùng đội tuyển U23 Campuchia như những đội khác thường làm Việt Nam, Malaysia, Indonesia Nhằm hướng đến SEA Games, đội tuyển U3 Campuchia đã có buổi tập vào chiều ngày 26 tháng 4 trên sân vận động Modoc Techno tại thủ đô Phnom Penh. Tại chiến dịch lần này, U3 Campuchia chịu sự quản lý của Kesuke Banda. Những chiến binh Angkor đã triệu tập 26 cầu thủ và không dùng đến ba suất dành cho các cầu thủ quá tuổi U23 như các đội khác. Theo vị thuyền trưởng người Nhật, sở dĩ ông làm điều mà khác với Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia và Malaysia mà đưa nhiều cầu thủ trẻ tham dự sự kiện này là để rèn luyện và trau dồi thêm kinh nghiệm. Cụ thể huấn luyện viên người Nhật cho biết: Campuchia không sử dụng bất cứ cầu thủ nào quá 23 tuổi, chúng tôi muốn hướng đến mục tiêu dài hạn chứ không phải là trước mắt. Chúng tôi muốn nhắm đến thành tích cao ở SEA Games 32 diễn ra trên sân nhà vào năm 2023. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ tiềm năng và một đội hình hàng đầu bao gồm những cầu thủ trẻ có thể gây bất ngờ ở SEA Games. Tại giải đấu tới đây thì như đã biết là Campuchia nằm bảng B với Thái Lan, Singapore, Lào và Malaysia. Trận ra quân thì đội bóng này sẽ gặp Lào ngày 9 tháng 5. Sau đó ở lượt tiếp theo gặp các đối thủ là Singapore 11 tháng 5, Thái Lan 14 tháng 5 và cuối cùng là Malaysia 16 tháng 5. Trước giờ lên đường đến Việt Nam dự SEA Games, huấn luyện viên Honda sẽ loại bỏ 6 cầu thủ để chốt danh sách chính thức 20 gương mặt. Trong trường hợp là có cầu thủ bị nhiễm Covid-19, họ sẽ được gọi thêm cầu thủ trong danh sách đăng ký sơ bộ để bổ sung quân số dự SEA Games. Thầy Park đích thân ra mặt yêu cầu hai cầu thủ U3 Việt Nam làm hòa. Các bạn thân mến, ở buổi tập mới nhất, thầy Park đã phải dành thời gian đầu buổi tập để giải quyết mâu thuẫn nhỏ giữa hai cầu thủ U3 Việt Nam. Các cầu thủ U3 Việt Nam của chúng ta vẫn đang tích cực rèn quân để hướng đến các trận đấu chính thức ở SEA Games. Ở buổi tập chiều ngày hôm qua 26 tháng 4, các cầu thủ chủ yếu rèn cảm giác bóng và các bài tập phù hợp Đầu buổi tập thì huấn luyện viên người Hàn Quốc đã dành một phút để trao đổi với Bùi Hoàng Việt Anh. Sau đó thì thuyền trưởng U3 Việt Nam đã tiến đến chỗ của Thanh Minh và kéo cầu thủ này tới vị trí của Việt Anh. Thầy Park yêu cầu Hồ Thanh Minh và Bùi Hoàng Việt Anh bắt tay nhau giảng hòa. Nguyên nhân được cho là hai cầu thủ này có chút mâu thuẫn nhỏ trong quá trình sinh hoạt và tập luyện. Kể từ khi làm việc tại Việt Nam, thầy Park luôn đề cao tính đoàn kết tập thể và đây cũng chính là một trong những lý do giúp cho chiến lược gia này đạt được nhiều thành công với bóng đá Việt Nam. Toàn đội sẽ duy trì tập luyện tại Hà Nội trước khi chuyển lên Phú Thọ ngày 30 tháng 4. Các trận đấu ở bảng A SEA Games sẽ được đá trên sân Việt Trì. Danh sách chính thức cầu thủ U23 Việt Nam bao gồm 20 cầu thủ sẽ được chốt muộn nhất là trước một ngày khi đội đá trận mở màn với U23 Indonesia. Văn Toàn và sự hồi sinh kịp thời Các bạn thân mến, với pha lập công vào lưới riêng búc, Văn Toàn phần nào đó đã lấy lại được cảm giác ghi bàn sau những năm tháng anh tịt ngòi trong cảm màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đã 5 năm kể từ ngày ghi bàn vào lưới đội tuyển Afghanistan, Văn Toàn vẫn chưa thể nổ súng trở lại cho đội tuyển Việt Nam, dù anh luôn là cái tên quen thuộc ở mỗi đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Chính điều này đã khiến cho chưa suốt quê Hải Dương dần cảm thấy áp lực bủa vây mình, rồi nó lan hẳn đến màn trình diễn của anh trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Gia nay Theo đó thì sau trận hòa không đều trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại v 2022 diễn ra vào ngày 2 tháng 3, tiền đạo mã số 9 chia sẻ Hai trận vừa qua tôi chơi không tốt, tôi thấy bản thân cần phải thi đấu tốt hơn. Tôi thấy cơ thể mình không được thoải mái khi cầm bóng. Tôi thấy lo về phong độ của mình hiện tại. Tức là cầu thủ này cho rằng là mình thiếu đi sự tự tin vốn có. Đó thực sự là thực trạng đáng buồn với riêng Văn Toàn trong bối cảnh mà cả đội bóng phố núi phải tham dự ba đấu trường ở mùa giải năm nay. Đến chính huấn luyện viên Kia Đại Sắc cũng cảm thấy lo lắng khi ông từng phát biểu trước báo chí rằng là bản thân sợ các học trò của mình chán bóng đá. Một số trong đó có Văn Toàn. Nhà cầm quân người Thái Lan luôn tìm cách để khơi gợi nguồn cảm hứng chơi bóng bên trong cầu thủ của mình. Không chỉ có Di Cố Thái mà các cổ động viên của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cũng như các cổ động viên bóng đá Việt Nam đã tỏ ra ái ngại khi để bóng phân núi thi đấu ở sân chơi AFC Champions League, nơi hội tụ toàn những câu lạc bộ hàng đầu của châu lục. Hơn bao thời hết thì Văn Toàn và các cầu thủ khác trên hàng công của Hoàng Gia Lai tỏ rõ sức ép đang hiện hữu trước mặt. Tuy nhiên thì đã đi qua 3 trận đấu, bàn thắng vẫn chưa đến với ngôi sao sinh năm 1996 mặc cho anh từng đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong cuộc đối đầu với câu lạc bộ Dương Búc. Những áp lực của Văn Toàn là thứ mà ai cũng có thể nhìn được. Để rồi ở cuộc tái đấu với nhà đương kim vô địch Hàn Quốc ở đấu trường Cúp C1 châu Á, chưa suốt 26 tuổi đã có trận đấu miễn chê khi anh nổ súng giúp cho đội nhà có được một trận hòa. Bàn thắng đó đã thể hiện đúng phẩm chất và tốc độ mang thương hiệu của Văn Toàn. Theo đó thì trong nỗ lực cá nhân tới từ trung vệ Hữu Tuấn, cầu thủ này đã đi bóng qua hai cái bóng áo trắng bên phía Dương Búc và tiến vào khu vực trung lộ. Số 15 của Hoàng Nhân Lai ngay lập tức thực hiện một đường chọc khe khi Văn Toàn chuẩn bị mở tốc độ và kết quả là bàn thắng cho đội bóng phố núi. Điều đáng nói là pha lập công của tiền đạo sinh năm 1996 cũng là lần duy nhất khiến đại diện đến từ xứ sở Kiêm Chi phải chấp nhận thủng lưới sau 4 trận đã đấu. Nói về màn trình diễn của mình, Văn Toàn đã không giấu nổi sự vui mừng. Anh chia sẻ, đã lâu rồi tôi mới ghi bàn trở lại nên tôi rất vui, nó giải tỏa áp lực rất nhiều. Nhiều lúc tôi không tự tin vào bản thân mình, không biết làm như thế nào. Sau nhiều thời gian tập luyện, tôi mới cải thiện dần. Bàn thắng này giúp tôi tự tin hơn. Trong tương lai, hy vọng là tôi sẽ giúp đội chơi tốt hơn. Các bạn thân mến, như vậy là rút cuộc thì ngôi sao quê Hải Dương cũng đã có cho mình bàn thắng vô cùng quan trọng. Để qua đó anh lấy lại được sự tự tin bởi là sau AFC Champions League thì Hoàng Gia Lai còn phải có nhiệm vụ đoạt lấy chức vô địch V-League cũng như tiến sâu ở cúp quốc gia. Không như vậy, việc Văn Toàn ghi bàn trở lại giúp cho thầy Park thở phào trong thời điểm mà đội tuyển Việt Nam cần những phương án hiện hữu trên hàng công. U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Seo phòng xa hay tính gần? Các bạn thân mến, thầy Park lại tiếp tục bổ sung quân số cho U23 Việt Nam và những động thái từ chiến lược gia Hàn Quốc là phòng xa hay tính gần ở chặng nước rút cho SEA Games. Chưa đầy một ngày sau khi đưa Hai Long, Minh Bình trở lại U3 Việt Nam, thuyền trưởng người Hàn Quốc bang seo tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ với động thái kế tiếp của mình. Cụ thể là như đã truyền đến các bạn, thầy Park công bố U3 Việt Nam được bổ sung thêm một hậu vệ, hai tiền vệ và một tiền đạo từ Việt Thái FC lần lượt bao gồm Cao Trần Hoàng Hùng, Nguyễn Hữu Thắng, Khuất Văn Khang và Trần danh Trung. Việc gọi bổ sung gấp tới hơn nửa đội hình chỉ trong vòng chưa đầy một ngày nâng quân số của U23 Việt Nam lên thành 40 cầu thủ. Đó là lựa chọn ít người nghĩ đến, dù trước đó vẫn dự báo là chiến được ra người Hàn Quốc có thể có nhiều xáo trộn con người của U23 Việt Nam với danh sách ban đầu. Theo điều lệ của ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31, mỗi đội bóng được đăng ký 20 cầu thủ bao gồm 3 cái tên quá tuổi, song song với đó có thể là thay thế tối đa 15 người trong trường hợp mắc Covid-19. Vậy nên việc thầy Park gọi sẵn sàng và cho trường hợp buộc phải thay thế bằng một danh sách như đang thấy ở U23 Việt Nam và lúc này là vừa vặn và coi như phòng hờ từ xa ở SEA Games Nếu lấy thêm vòng chung kết u 3 châu Á giải đấu mà u 3 Việt Nam đã vượt qua vòng loại thì việc chiến lược gia ngàn quốc gọi số lượng lớn cầu thủ lên tập trung cũng là rất hợp lý Điều này là đương nhiên bởi coi đây như là của hồi môn mà Tây Park dành cho đồng hương gông Okyun vốn tiếp quản công việc thay cho mình sau SEA Games 31 này để giữ giải châu Á ở Uzbekistan vào tháng 6 thuận lợi nhất có thể. Thầy Park có thể phòng xa cho đội nhà nhưng cũng nghĩ cho tương lai của u 3 Việt Nam ở sân chơi châu Á. Nhưng trong một trường mực nào đó thì thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn tính toán cho bản thân lẫn đội nhà tại SEA Games 31 sắp diễn ra. Nếu nhìn vào danh sách 6 cầu thủ vừa được chiến lược gia người Hàn Quốc gọi lên muộn là thấy bởi hầu hết là những mảnh ghép cần thiết cho u 3 Việt Nam vào lúc này. Điển hình như trường hợp của Hai Long Huấn luyện Park seo rõ ràng là tính toán kỹ lưỡng với tiền vệ đang khoác áo Hà Nội FC khi có thể chơi ở giữa hoặc là tiền đạo cánh trong thời điểm mà U23 Việt Nam đá sơ đồ 3 Không chỉ có vậy, gọi Hai Long, Minh Bình và Hữu Thắng, Khuất Văn Khang, Trần Thanh Trung cũng coi như là một phần trong kế hoạch sửa sai của huấn luyện Park seo sau những gì đã nhìn thấy từ hàng tiền vệ, hàng công ở các trận đấu với U20 Hàn Quốc trong hoàn cảnh hàng công bế tắc và tình thế buộc phải đẩy Hoàng Đức lên đá tiền đạo cùng với Thiên Linh thì rõ ràng là gọi vài tiền vệ có lôi chơi tương tự như của ông vàng Việt Nam 2022, Nguyễn Hoàng Đức cũng là điều dễ hiểu. Thầy bác có con tính xa hay quan tâm đến U23 Việt Nam ở sân chơi châu Á hay phòng hờ dịch bệnh hay không thì bàn sau, nhưng ít nhất là chiến lược gia Hàn Quốc đã phải nghĩ cho mình về chuyên môn tại SEA Games sắp diễn ra là chắc chắn. Có lẽ đây cũng là thay đổi cuối cùng của thầy Park đối với đội nhà vì đơn giản là đã quá cạn người tốt lẫn hết thời gian thử nghiệm. Có điều lựa chọn của thầy Park là muộn còn hơn không sau những gì đã nhìn thấy ở U23 Việt Nam. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bản tin bóng đá chiều tối ngày hôm nay, 22 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.